Tiếp này, thì cái bước tiếp theo nhé, là bây giờ mình đã generate ra một cái mã refresh token ở đây rồi. Thì bây giờ là khi mà cái token nó hết hạn này, ok chưa? Thì nhiệm vụ của mình là phải gọi một cái API để đổi một cái token mới và refresh token mới. Ok chưa? Đó. Đây, chỉ ra hướng dẫn qua mọi người. Mọi người có thể import thằng này vào. Chuyên lời này. Rồi, thì đầu tiên nhá, mọi người sẽ phải thiết kế ra đây. Ở đây này mọi người nhìn cái hình nhá. Rồi. Có phải đầu tiên mọi người sẽ phải thiết kế ra một cái API để cho nó gọi cái refresh token này không? Đúng không? Thì ở đây mình sẽ thiết kế ra một cái API gọi là refresh token, mình đặt ở thằng out. Ok chưa? Liên quan tất cả đến out thôi. Ok nhỉ? Đấy, tiếp theo nhá. Tiếp theo này là mình sẽ phải validate cái token này xem nó còn hạn hay không. Ok chưa? Có phải đầu vào của nó sẽ là một string không? Đúng không? Đầu vào của nó sẽ là một cái string. Đấy, chính là thằng refresh token mà mình cấp cho nó ở đây này. Nó sẽ phải lưu lại nhá. Ok chưa? Đấy, mình cấp cho nó ở đây. Đấy, và bây giờ nó cục khi vào cái token này nó hết ạ. Đấy, nó cầm cái token này để nó hiển thị lên cho mình. Đấy, ví dụ nhá, nó request này. Ví dụ nó request cái token này, có phải mình đặt có 30 giây không? Đấy, hết hạn mất rồi. Đợi chút nó ran nhé. Đây, giả sử nhá, mình cấp cho nó một cái token và bây giờ mọi người thấy là cái này nó hết hạn rồi đúng không? Nhận được mã 401. Sau đấy này, nó sẽ dùng một cái refresh token này để nó đổi lại một cái token mới để nó có thể request được cái API này đúng không? Đúng không? Đấy, thì khi đấy nhá, nó sẽ truyền cái refresh token đấy vào đây. Ok chưa? Truyền nó vào đây. Đó. Và sau đấy thì trước hết mình sẽ phải validate xem cái token này nó có còn hạn hay không. Ok nhỉ? Đấy, thì mình sẽ tạo ra cái file validate nhé. Đây, out. Đây, mình sẽ tạo ra một cái annotation là refresh token valid. Ok chưa? Đấy, và tiếp theo này, trong này mình sẽ triển khai một cái gọi là một cái service để check xem cái token này còn hạn hay không. Ok chưa? Bấm vào này, implement này. Đấy, thì mình sẽ check nhé. Đầu tiên này là mình sẽ get cái token. Đấy, mình sẽ get xem cái token mà nó truyền vào ấy có ở dưới database hay không. Đây, có ở dưới database này hay không. Ok chưa? Đấy. Sau đấy là mình sẽ cái chỗ check này nhá, ngoài cái check theo cái này và mọi người sẽ phải check theo cả time nữa nhá. Ok chưa? Time là time refresh token. Đó. Và sau đấy này, nếu mà nó không có cái entity này thì sao? Thì tức là cái token này có hợp lệ không? Nếu mà nó không tìm được cái thằng token nào trong database thì cái token mà cái refresh token này này mà user nó điền vào là có hợp lệ không? Không, đúng không? Thì mình return false. Ok chưa? Nếu mà cái token này nó quá cái ngày này thì sao? Hợp lệ không? Không, đúng không? Đấy, thì cái đấy là mình sẽ return false. Ok chưa? Đây này. Nó quá cái thời gian hiện tại nhé. Mọi người nhớ là quá cái thời gian hiện tại. Tức là cái token đấy nó đã không hợp lệ rồi. Ok nhỉ? Đấy. Mọi người nhớ là phải truy cập nhá. Đấy, thì khi đấy này mình sẽ return false, tức là mình sẽ gọi là mình trả ra là lỗi. Ok chưa? Đấy, một cái lỗi nó dạng kiểu như này. Một cái lỗi nó dạng kiểu như này. Ok chưa? Đấy. Tí nữa sẽ demo những cái này cho mọi người. Đấy. Thì trong trường hợp refresh token hợp lệ có phải nó xuống dưới này không? Đúng không? Trong trường hợp refresh token hợp lệ nó sẽ get một cái token mới nhá. Ok chưa? Và mình sẽ tạo ra một cái token DTO để hứng. Một là token mới, hai là refresh token mới. Bởi vì mình mong muốn là cái refresh token này nó chỉ dùng được một lần thôi. Ok nhỉ? Đấy. Sau đấy thì mình sẽ cấp lại cả token và refresh token mới cho nó luôn. Ok chưa? Đấy. Rồi bấm vào đây này, get new token này. Thì ở đây nhá, ở cái đoạn chỗ này thì nó hơi lòng ngòng một chút. Đầu tiên này, nó sẽ phải delete cái refresh token cũ đi. Ok chưa? Đúng không? Nó chuẩn bị generate ra một cái refresh token mới rồi mà. Đấy.
Đầu tiên nhá, là nó tìm ra cái token cũ là thằng nào. Ok chưa? Sau đấy nó delete token cũ đi. Ok chưa? Sau đấy là nó tạo một cái token mới. Sau đấy là nó tạo một cái JWT mới. Ok chưa? Mọi người hiểu ý tưởng không? Get thằng cũ lên này. Sau đấy delete thằng cũ đi. Get thằng cũ lên để mà mình biết là thằng ơ cao cũ là thằng nào. Ok chưa? Để mình generate một cái refresh token mới cho thằng cũ, cho thằng ơ cao cũ, à cho thằng ơ cao. Đấy, và mình generate một cái mã JWT cũ, à nhầm, generate một mã JWT mới cho thằng ơ cao này. Ok chưa? Đấy, mình phải generate hai thằng ra này. Ok chưa? Và khi đấy mình trả ra một cái đối tượng là token DTO thôi. Ok nhỉ? Đấy, nó sẽ bao gồm có new token và new refresh token. Mọi người hiểu ý được không? Đó. Còn những cái đoạn này thì thực ra mình viết hết ở trên này rồi. Đây, trên này mình generate ra JWT token đúng không? Dựa vào user. Đúng không? Mình generate ra refresh token dựa trên thằng ơ cao. Đúng không? Đấy, mình có hết rồi. Ok nhỉ? Đấy. Cái hàm nó chỉ có thế này thôi. Đấy. Quan trọng là mọi người phải validate cái token này nhá. Xem nó còn hạn thì bắt đầu mình mới generate ra cái mới nhá. Nó không còn hạn là thôi á. Ok. Đấy thì mình test thử nhá. Thì cái API ở đây này, giả sử nhá, nó lấy một cái token này đúng không? Nó run cái này. Có vẻ là hết hạn không? Đúng không? Và bây giờ nó sẽ gọi một cái API. Đây là out gạch ngang refresh token. Ok chưa? Đây này, nó chính là gọi vào cái API này. Theo mọi người nhé, cái API này có cần phải check quyền trước thì không? Không đúng không? Đấy, thì khi đấy mọi người sẽ phải đăng nhập nó vào đây nhé. Ok chưa? Là tất cả những cái API liên quan đến thằng out là anonymous. Ok chưa? Tức là không cần đăng nhập thì vẫn vào được. Bởi vì nó đã không đăng nhập được. Nó đã không có token rồi. Token hết hạn rồi. Đúng không? Thì làm sao mà nó có thể outend được. Đúng không? Thế nên là cái mã refresh token này này mọi người không được gọi là bắt nó outend nhé. Ok chưa? Mà thằng nào cũng có thể đổi được cái token mới. Chỉ cần nó có token cũ là nó đổi được cái token mới. Ok nhỉ? Mọi người hiểu ý được không? Đấy, bấm vào này. Ví dụ refresh token này. Ok chưa? Ở đây nó nhận vào một cái là refresh token này đúng không? Một cái tham số như này. Ok chưa? Sau đấy này. Sau đấy là mình sẽ truyền một cái token cũ vào. Token cũ nó chính là thằng thằng này nhá. Đừng nhầm với thằng này nhá, thằng này hết hạn rồi. Đấy thằng này đó, bấm value. Ok chưa? Bấm send. Đấy, mọi người có thấy nó đổi ra hai cái token không? Một token mới và một refresh token mới. Ok chưa? Và dưới database nó sẽ xóa thằng cũ đi. Ok chưa? Và nó sẽ thêm lại thằng mới là có hạn bằng này. Mọi người hiểu ý tưởng không? Ok đúng không? Đấy. Sau đấy thì là mọi người cầm cái token này. Ui nhanh nhanh có 30 giây thôi. Đấy. Thì ở đây. Đấy bấm send. Ok chưa? Đấy. Nay config hơi ngắn. Không, 30 giây. sửa lại cũng như là file mới của anh mới bỏ ra. File mới nhưng mà hình như sửa lại gì nhỉ? File mới vậy bỏ lại rồi. Đây. Mọi người có thể để là 3 ở đây. 30.000 đúng không? Cái cũ là để 5 phút. Đợi chút. Đây. Thì cái luồng của mình nó sẽ kiểu như này nhá. Đầu tiên này login. Ok chưa? Đấy, dưới database lưu cái mã refresh token của bằng này. Ok chưa? Đến thời gian này. Đó, sau đấy thì mình sẽ dùng cái thằng này để mình query data. Mình query data các thể loại đi, đúng không? Đấy, đợi một chút nó sẽ hết hạn. Ok chưa? Sao nó được lâu thế nhỉ? Đấy, nó đã hết hạn. Ok chưa? Thì khi mà nó hết hạn thì ngay lập tức trên cái này mọi người phải lập trình tự động luôn nhá, chứ không phải bắt người dùng điền vào đâu. Đấy, lập trình tự động là nó sẽ phải request là thay thế cái thằng này. Ok chưa? Bấm send. Đấy, nó đã đổi được một cái token mới. Ok chưa? Sau đấy này, nó sẽ request tiếp. Đấy, nó sẽ request bất kỳ một cái API nào. Ok chưa? Đấy, nó lại truy cập được đúng không? Đó. Đấy, sau đấy 30 giây, lại hết hạn, đúng không? Lại cầm một cái mã refresh token này này, lại đổi sang một cái mã mới. Ok chưa?
Đấy, và lại cầm cái token này đi request. Không hiểu hiểu ý đó. Hiểu hiểu cái mã refresh token này không? Đấy. Nó giống như kiểu gia hạn token vậy, nhưng mà nó phải xóa cái thằng cũ đi nhé. Ok chưa? Đấy, thì đấy là luồng cơ bản về thằng refresh token. Nó bao gồm hai phần nhé, nó khá dài. Nó sẽ hấp làm 10 ngày kể từ ngày lần đăng nhập. À ok. Cái mã refresh token này này, nó sẽ giới hạn 10 ngày kể từ cái ngày generate ra cái token này nhé. Đây này, ở đây nhá, refresh token này này. Đây. Và thằng service này này, đây. Đây, generate refresh token đây đúng không? Thì ở đây mọi người thấy là cái date time của nó hết hạn đây này. Ví dụ như bây giờ mọi người generate ra thì nó sẽ cộng thêm 10 ngày vào đây. Đúng rồi, nghĩa là hôm nay mọi người hết hạn token chẳng hạn, mai mọi người refresh lại thì nó sẽ cộng thêm 10 ngày nữa. Đó, và mọi người có thể sử dụng thêm 10 ngày. Đấy, còn trong 10 ngày mọi người không login, không gọi API gì cả, không refresh gì cả thì cái đấy là 10 ngày mọi người bắt buộc mọi người sẽ phải login lại. Mọi người hiểu hiểu ý được không? Đấy là cái lý do mà bọn Facebook ấy, khi mà mọi người không login trong một thời gian quá dài là nó sẽ bắt mọi người login lại. Ok nhỉ? Đấy. Thì ở đây thì là ví dụ demo cho mọi người trường hợp nhé, là cái refresh token này nó hết hạn. Ok, giờ ví dụ như ở đây mình đổi lại là ngày hết hạn của nó là ngày 18, tức là nó hết hạn rồi. Ok chưa? Bấm lưu đúng không? Đây. Có phải là cái thằng này của mọi người bây giờ là còn ngày 18 là hết hạn rồi không? Bây giờ mọi người thử refresh token nhá. Ok, giờ bấm xem. Ở đâu? Bấm thằng này đúng không? 6808 gì đấy đúng không? Đúng rồi, 608 này. Đấy, mọi người điền lên đây, mọi người cũng là refresh đúng không? Tức là cái này nó là trong trường hợp mọi người dùng quá lâu rồi không login vào hoặc là không sử dụng gì. Đấy, bấm send. Đấy, mọi người nhận nó thấy được 400 best request không? Đấy, mọi người thấy là cái thằng refresh này này. Đấy, nó báo là refresh token là not valid. Ok nhỉ? Đấy, thì ở đây là ở đây này. Đấy, thì nó chính là do cái đoạn mà mình đang validate cái thằng này. Ok chưa? Đấy, chính là cái đoạn này. Chính là trong cái file này. Đấy, mình đã sử dụng một cái hàm là is refresh token valid. Đấy, chính là mình đang check xem là cái token này này, đó, chính là cái dấu này, nó có còn hạn hay không. Ok nhỉ? Chứ không phải là cứ có mã ở trong database là nó được refresh. Đấy, thế thì năm sau nó vào nó vẫn còn hạn. Thế thì không đúng. Đúng không nhỉ? Ok, thì mọi người có thể xem qua cái này nhé.